Trong chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ ngày hôm nay, và không để cho các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc trao đổi với bạn Minh Nhật để biết nghe quá trình làm hồ sơ của bạn thì như thế nào các bạn nhé. Chị xin chào Minh Nhật. Chào chị, chào các bạn. Không biết là Minh Nhật có thể giới thiệu đến với các bạn biết về bản thân của mình được hay không? Dạ được. Em tên là Minh Nhật, hiện em đang 18 tuổi. Em vừa tốt nghiệp ở trường Trung học phổ thông Trần Đạo, quận Gò Vấp, và em đang học tiếng Anh ở trung tâm Highway. Sở thích của em là em thường hay đi chơi đá banh các bạn, và em thường hay đi xem phim vào mỗi cuối tuần. Không biết là em xem phim thì em có xem nhiều bộ phim hot bây giờ? Có, bữa tuần trước em mới đi xem phim In the Storm. Rồi, nếu vậy cho chị hỏi một chút là lý do vì sao em lại chọn Mỹ để du học? Thưa chị, là tại vì công ty của chú em là công ty chuyên sản xuất về các mặt hàng giày dép xuất đi Mỹ là chủ yếu, nên em chọn tại vì chú em muốn em vô công ty này để làm cho việc quản lý với các đối tác đến từ nước ngoài và đặc biệt là Mỹ. Thế lại Mỹ là quốc gia có nền giáo dục hiện đại và có nền kinh tế lớn nhất thế giới, nên em nghĩ nó thích hợp với em để em học ngành quản trị kinh doanh. Thế lại em có một người chị gái ở đang sống ở Mỹ. Nếu vậy là qua bên Mỹ thì em sẽ sống chung với chị gái của em. Không. Chị ở chung bang nhưng mà em muốn tự lập hơn nên em sẽ sống ở ký túc xá. Ký túc xá. Nói vậy trường em chọn học là trường nào? Trường Old Dominion University ở bang Virginia. Trường em là một trường top 3 trường hàng đầu bang Virginia và là top 100 trường hàng đầu trên toàn nước Mỹ. Ngành quản trị kinh doanh là trong số 100 ngành quản trị giảng dạy tốt nhất tại trường. Hàng năm có hơn 24.000 học sinh tới học, trong đó có hơn 1.500 học sinh quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia. Hầu hết hơn 95% á, cơ sở và vật chất của nhà trường bao gồm lớp học với lại các tòa nhà thì được đem đến từ thế kỷ thứ 21, tức là cơ sở nó rất là mới. Và trường này có rất nhiều cái trung tâm hoạt động thể thao, là có tới hơn 300 câu lạc bộ và cái tổ chức dành cho học sinh sinh viên. Nếu bạn Minh Nhật có thể chia sẻ cho các bạn biết là dự định trong tương lai của em khi học xong tại Mỹ thì sẽ như thế nào? Năm đầu tiên á, em qua Mỹ em sẽ học chương trình tiếng Anh để có thể có đủ khả năng để vô lớp tiếp thu bài giảng. Bốn năm tiếp theo em sẽ học chương trình quản trị kinh doanh trong vòng 4 năm, và khi lấy được bằng cử nhân em sẽ quay trở về Việt Nam và có cái lợi thế trong để em làm việc trong công ty của chú em. Rồi, nếu bạn không biết là Minh Nhật có thể chia sẻ cho chị biết là cảm nhận khi em làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Em có ý định du học từ lâu rồi, nhưng mà em xem trên mạng thì em thấy mấy cái quảng cáo thường là nó hay để là công ty du học Tân Đại Dương là công ty với 11 năm kinh nghiệm. Em nghĩ công ty này thích hợp với em để làm hồ sơ. Với lại em xem trên YouTube á, thì toàn là mấy cái clip của công ty Tân Đại Dương rồi, không thấy mấy clip của công ty khác rồi. Em quyết định chọn Tân Đại Dương. Em thấy mấy anh chị ở đây thì rất là nhiệt tình với em. Tức là đầu tiên là chị làm hồ sơ cho em là chị Thúy nè. Chị Thúy chỉ em từng bước luôn á, từng bước làm hồ sơ. Có nhiều lúc em cũng thấy hoang mang, lo sợ, như tại sợ thấy E20 của mình sao lâu tới quá. Xong rồi mới gọi hỏi chị nói đừng lo, mấy bữa nữa sẽ có. Em cũng để yên tâm hơn nữa. Còn anh Thôi á thì ảnh lúc nào cũng sửa bài em á, em muốn biết á, em muốn gửi bài qua email, anh sửa cho em. Mà anh Khôn rất nhiệt tình á, hỏi nào anh cũng trả lời cho em á. Còn với anh Bảo Anh á, là anh giám đốc công ty, em học với anh một buổi trước thì phỏng vấn khoảng 4 ngày. Thì anh làm cho em, anh nói do tại sao mà mình đừng nên lo lắng, đừng nên sợ. Hãy tập cái tính tự tin đi, mình sẽ vượt qua được. Trước ngày đi phỏng vấn á, 2 ngày thì em được tới 4 anh chị test em, test thử em. Cho nên lúc mà đi phỏng vấn thì em thấy tự tin hơn rất là nhiều đúng không? Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Minh Nhật đã chia sẻ đến với các bạn ngày hôm nay. Thì chị cũng chúc cho Minh Nhật qua bên đó học tập thật là tốt để sau này có thể về lại Việt Nam nữa nha. Vừa rồi thì các bạn cũng đã nghe được những chia sẻ của bạn Minh Nhật về quá trình làm hồ sơ của mình thì như thế nào. Vậy thì các bạn hãy còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ ngay với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là gọi ngay đến số 0838484879 để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn chắp cánh ước mơ du học Mỹ của mình các bạn nhé.